Rồi, hello anh em ha, đây là cái lô máy mà mình mới mua về, đi từ sáng tới giờ qua biết bao nhiêu tỉnh luôn đó, mới mua được cái đống máy này về. Thì bây giờ mình sẽ chắc máy xuống nha. Thì đây là anh em lưu ý nha, đây là cái lô máy mới về, nên là những anh em đừng có nói là sao mày không test nổ lên đi, sao mày không cân đông ro liếm mà mày không báo công suất đi. Này quay nhá hàng chơi với anh em thôi, tại vì hàng đẹp về quá, mua được một lô máy hàng quá đẹp đi, nên là quay nhá hàng khoe với anh em thôi. Anh em nào theo dõi kênh bên em rồi á biết rồi đó, thì anh em đặt mua những cái con máy này tức là mình phỏng tay trên mình mua trước chứ còn mà đợi chắc chắn cái lô này thì em sẽ có lên clip chính thức rồi. Thì lên clip chính thức em sẽ có quay chi tiết cho anh em, rồi đo lam, rồi báo công suất và châm xăng vô test nổ luôn. Nhưng mà anh em đợi tới cái lúc đó đó thì nhiều khi á, mấy cái máy đẹp, mấy cái máy ngon, mấy cái máy mà tuyệt vời ở mặt trời, mấy máy hoa hậu xuất sắc thì người ta phỏng tay trên người ta mua hết rồi ha. Mình hãy là người tiêu dùng thông minh, tại vì những cái dòng máy này á, là những cái dòng máy đã tới nổ rất là ok rồi ha. Rồi bây giờ em sẽ chắc máy xuống cho anh em xem, rồi quay tới đâu á em sẽ nói tới đó cho anh em ha. Cho cái bao tay đây. Thì trong cái lô này em mua á, thì nó có em gài cái này lên cho nó treo lên ha. Trong cái lô này em mua thì nó vừa có cưa cắt cỏ luôn nha anh em, rồi cưa cắt cỏ luôn đó. Gài ra mà gài này nhìn xấu quá nè, thôi mình tháo lên đây đi. Rồi ok đó, đeo cái mic vô để nói cho anh em dễ nghe. Thì nó có cắt cỏ nha, đây là hai cái con máy cắt cỏ mà nòng lớn nha, 45cc của Maxu nha đó, 45cc. Con này mới khoảng gần như là 99-100% luôn không chừng đó. Đó, rất là xuất sắc nha. Rồi đây là cái tỉa hàng gào nha anh em, cắt cành trên cao. À, cái này thì không có động cơ nha, cái này em chỉ mua được cần láp thôi, nữa em sẽ soạn ở trong kho em gắn vô cái động cơ vô, cái này nó có thể xoay là được nha anh em. Mình sẽ cắt là nó hẳn luôn nha. À, cái này quay chơi cho anh em thôi, tức là mình gắn cái động cơ cắt cỏ rồi mình đưa lên cao để mình cắt mấy cái nhánh hoặc là mình tỉa mấy cái hàng rào rồi đó, thì mình xài cái này. Thì cái này là nó có nguyên bộ cần láp, còn cái này là nó có cái đầu không à, anh em có cần láp thì anh em gắn vô. Đó, ở đây thì cắt cỏ nè, đây cắt cỏ không gà anh em hỏi GX 31 4 thì nha anh em, con này GX 31 4 thì bắp chuối lớn nha, tức là con này nó tương đương với thằng GX 35 luôn đó, mà giá nó khá là mềm, nó mềm hơn GX 35. Con này là Rubin nha, con này cắt cỏ Rubin, con này thì trợ lực nha, 26cc nồng khoảng 35 ly nha nè, này cắt cỏ ha. Rồi con này, như con này đã nói, con này thì về được cặp nha, con này thì máy cực kỳ mới luôn, nó gần như 99-100%, nó còn cái bọc đây luôn nè nè. À, mới đét luôn nha, made in Japan đàng hoàng ha. Đó, xuất sắc chưa? Rồi, quay này nè. Đó, anh em thấy không? Anh em nào mà chơi máy lớn thì lấy con này nha. Con này thì nó hơi mắc tiền á. Đó. Đó. Rồi, một em này thì hàng VIP nha. Thằng này á là máy tên là chạy ga nha anh em. Con này thì là gắn cái bình ga vô là để chạy ga nha. Con này thì hàng độc nha. Rồi nó có bình nhớt riêng ha. Rồi mình gắn cái bình ga vô là mình chạy chứ không cần giờ phải chạy xăng nha. Đó, độc lạ bình dương chưa? Rồi một em máy cắt cỏ, con này thì nó y hệt như con bên đây nha, nó về được mua được lô một cặp này nè ha. Bán hết hai con này là kiếm con thứ ba khó lắm nha anh em ha, hàng VIP đó. Rồi bây giờ là còn lại là cưa nè, thấy không, đây nguyên đống này là cưa nha, bây giờ em sẽ chấp xuống cho anh em coi nè, tay tục tay dài đồ nhiều lắm đó, đây máy cưa nè, đó đẹp chưa mấy ông ha, nè đó, đợi lên clip mới mua đi. Nó mấy cái con này nè, nó mới đét luôn, mới chát luôn. Đây máy nè, tay cục nè, thấy không, cực kỳ mới luôn. Máy mà không ngon nổ tầm bậy tầm bạ, ví dụ như anti không có, hoặc là nổ máy mà nó kêu ra cái tiếng động nó lạ, hoặc là cái bơm nhớt nó hư, tức là cái máy mà nó hoạt động không còn như nhà sản xuất ban đầu, tức là nó có vấn đề gì đó, bên em sẽ không giao, em sẽ đổi cho anh em máy khác. Còn ví dụ trường hợp mà anh em cọc, anh em mua mà chẳng không đổi được máy nào anh em ưng ý, em trả cọc lại cho anh em nha. Đây một con nữa nè, đó gò đường nào mà không im được, ví dụ con này mà không im thì con này nó cú vớt liền, đúng không? Đó, phụ tùng bên em là nhiều lắm. Makita nữa nè. Đây. Dòng G, một con máy tay cục G300. Con này G320. Đó, con này tay cục Ghibli, đó, cái lam hết sức chưa? Rồi con này Hitachi, đó, quá xuất sắc nha. Rồi, một cặp Hitachi nữa nè. Đó, cặp tay dài Hitachi nha anh em. Đó, Hitachi với Maru, con này Maru nè, nè anh em nhìn cái lam đó nè, lam gin nè, đó nó đẹp còn hơn em nữa, đây Hitachi luôn, đó cái lam nè,
mua máy tuyển không à. Đó, một em Maru. Đó, Maru con này thì siêu nhẹ cho lật nha. Rồi tay cục nè, tay cục nữa nè. Đó, tay cục Makita nè mấy ông. Cái lam còn chữ luôn nè. Con này G300 nữa nè. Con này thì siêu tiết kiệm xăng. Thằng này á, là dòng máy nồng đứng nha. Con này thì là Sinowise 300 nồng đứng. Đó. Rồi một em VIP nữa nè, ngày Ruby. Ruby nồng đứng đời mới nha mấy ông. Đó. Cực kỳ can xà beng chưa? Nè, nhìn cái bô đó nè. Cực kỳ mới luôn. Đó. Tại vì máy nhiều quá nên là bây giờ anh em kêu em báo giá em không có biết được đâu, anh em cứ chụp hình lại cái máy. Rồi nhắn qua Zalo em sẽ báo giá cho anh em, em coi sổ sách mua con này nhiêu. Đó, rồi cộng vô 200.000, 200-300.000 tiền lời ha. Chưa kể tiền xăng trả về nữa nè anh em, chưa kể phí vận chuyển đóng gói cho anh em nữa. Đây một con Echo nè, cái lam Echo nè thấy chưa? Con này cũng Echo luôn. Tay cục nha. Mấy tháng nay mua tay cục rất là hiếm mà trong cái lô này mua được mười mấy con là quá mừng. Đây một em Makita. Đó, con này xài gia đình thì hết bài luôn. Đây ba con luôn nè. Rồi một em Yanma ha, tay dài Yanma. Con này thì nó giống như mấy con Hitachi bên đây. Rồi xích qua đây anh em, nhiều lắm. Đó, tiếp tục. Đó, một con Makita tay ngắn nha. Con này thì Tanaka tay dài ha. Một con Makita tay ngắn, một con tay dài. Đó, toàn là máy hàng tuyển đẹp không à. Máy con này là giá mềm nè anh em. Đó, con này Tanaka nè. Đó, máy này là cái tầm giá con này em ước không nha. Ước thì tầm 2,1-2,2 thôi. Nó anh em thấy điện thoại gieo liên tục không. Ê, con này Makita tay dài. Con này thì giống bên đây nè, cặp nè. Đó. Rồi hai em Gilby. Hai em Gilby máy quá đẹp luôn. Đó, tuyệt vời nha. Con này là lam Latin, lam điêu khắc nữa nè anh em, cái xích còn về cui luôn. Đó, dòng này là dòng Kawin, dòng này là nó như dao Thái Lan gì đó. Đó, tay ngắn. Đây, trong kẹt nè. Đó, còn một con nữa nè anh em thấy không? Ở đây một con nữa nè. Đó, một con Makita nữa. Rồi một con Hitachi nữa. Dưới này còn ba con nữa. Đây. Ba con. Mở cái đèn lên. Đây hết chỗ chắc rồi nên là phải chắc xuống dưới này luôn. Đó. Rồi. Đây. Sinowa nồng đứng nha. Đó, Sinowa nồng đứng. Mấy con này thì giá nó tầm là 2,5 triệu cho tới khoảng tầm 3,2 triệu tùy đẹp xấu, nhưng mà nó cũng còn tùy công suất. E300 thì giá nó mềm. E3 nè, con này mắc nè. Con này nó tới 352, tức là tới dòng Sinowa 360 nha anh em. Con này mắc tiền hơn, cái lam quá đẹp luôn nè. Con này là giá 3X nha. Ha, X bằng mấy thì hên xui, để từ từ coi giá mới biết được mấy không. Còn mấy con này thì nó mềm. Mấy con này thì tầm 2,5 triệu, 2,7 triệu là lụm được rồi. Đó, E300 nó y xài à. Nhưng mà nó khác cái nòng nha, cái nòng nó nòng lớn nòng nhỏ thôi. Mấy con này xài gia đình là ok rồi, còn muốn mà xài khai thác thì anh em lấy con bên đây, nhưng mà nó mắc tiền hơn. Đó, con này Hitachi nữa nè, tay dài nè. Rồi cuối cùng, em cuối cùng là Sinowa E300. Đó, lại là một em là cái lam nè anh em thấy không. Em đi mua là cái máy mà cái lam còn đẹp là em khoái lắm, là giá cao em cũng gán mua luôn về cho anh em. Đó, Sinowa Made in Japan. Đó, anh em thấy không, X-Bander chở một lần bao nhiêu máy đó, trong một chuyến xe thôi mà còn trả được nữa nha, mà hết tiền mua rồi chứ còn tiền mua là em cũng gán nhét nó tay nóc luôn. Đó thì anh em xem nè, mình ưng cái con nào á, có theo dõi kênh bên em biết rồi, máy em test là đầy đủ ngon lành. Thở đây là test hết 2-3 lần rồi, trước khi gửi em test cho anh em thêm lần cuối cùng nữa, nên nó là xài sẽ là rất là đảm bảo và có bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Đây một đống cưa nè, trong một chuyến xe thôi, để quay người thật việc thật cho anh em, cho anh em xem đi mua máy hàng tuyển là như thế nào. Đó, anh em đi thấy không, có bất kỳ ở Việt Nam này anh em kiếm được cái tiệm nào số lượng bao nhiêu mà mỗi lần đi mua máy mà mua hàng toàn hàng đẹp như thế này không. Người ta mua là người ta sẽ mua là máy rác, người ta mua máy là chưa nổ, người ta về người ta dọn để người ta lời tiền lời người ta nhiều hơn. Còn em mua là em mua máy tuyển, máy đẹp, mua là giá cao ngất ngưỡng à. Lời con tầm 200-300 ngàn rồi tiền xăng, tiền cộ, tiền đóng hàng đồ này kia cho anh em nữa.
mà nhiều anh em cứ vô mà chê khen hoài, thấy không? Đó, bữa nay quay cho anh em xem ha. Anh em nào có nhu cầu mua thì chụp hình cái máy mà anh em đang định có ý định mua thì nhắn qua Zalo, chụp qua Zalo cho em 0967100003. Em sẽ báo giá trực tiếp chi tiết cho anh em. Anh em nào chốt xong á, em sẽ lôi ra test con máy đó lên. Nếu nổ ngon lành, ok hết vấn đề, em gửi cho anh em. Còn ví dụ như có trục trặc vấn đề gì mà em không thể xử lý được, em trả hoàn cọc lại cho anh em, hoặc là cho anh em đổi máy khác. Nói chung á, trước khi mà ra khỏi tiệm em, cái máy mà không ngon là em không có cho nó qua cái dòng gửi xe đâu nha. Rồi ok, nhớ bấm đăng ký kênh, còn bật chuông để nhận tất cả thông báo khi lên video mới anh em ha.